Yo anh em. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Sĩ Z. Gần nghĩ anh em ơi. Ghép phần luôn. Sợ gì mà không ghép. 5 con anh em ơi, chúng ta cầm 2. Hên xui. Xui anh em ơi. Bạn đánh con rồng này vậy. 6 con cầm 2 anh em ơi. 6 con chúng ta cầm The door to another dimension opens. Không có hắc ám nhỉ. Cần bán nó Dashi. Đang xong mình bán mắc nó luôn. Cái tiền anh em ơi, nghèo lắm. Người nghèo khổ. Rose à, sạch thánh ngon đấy. Này mình lấy hang dầu nhưng mà ra một cái liềm rồi anh em. Liềm này đi luôn chứ. Niệm luôn chứ. Mà anh thượng chịu chết. Tục tiệp, bán tiếp. Đây luôn không? Thôi hai dòng thổi đẹp này. Có khi thổi phát chết luôn đấy chứ. Giờ mình còn trên còn một con liềm. Ok. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Dòng này không còn liềm anh em ơi. Anh thượng. Ai cũng có một nỗi sầu riêng. Ám này. Thôi kệ không cần. Não thu. Không đi tiền làm gì anh em ơi, nghèo lắm. Nghèo khổ lắm. 6 con rồng không ai chịu nhường ai em. Ghét ghê, ghét ghê. Hay đánh thú nhỉ, 4 thú, 3 ma tộc, 2 hắc ám mà không có thương. Rồng tuổi đẹp này. Chết được ai không? Hai phát thổ. Chết một người đi, chết hai người đi. Chết ai? Chết một bạn, ok, sao? Thế được. I'll take that. Thank you. Gotta do as well. No need, thank you. Ground control, we have ignition. Bình 971. Nhưng mà trận này không đánh chuyện thua đâu nhé. Bởi vì mấy bạn này bốn tướng bốn vàng nhiều lắm. Nên là thua nữa là đi một đống máu đấy nhé. Nữa gì nữa. Luôn vào ngay, ngay vào luôn, luôn vào ngay. Ám quan trọng. You ready for this? Thời này trông nó hơi kỳ nhưng mà thôi tạm được tạm. Thêm trợ thủ.
Năm tôi đẹp này. In the room. Đồ hơi xấu nhỉ. Thế mới thương được ngon. Thương hoàng hạ ám, ngọc đại gì đấy. Đại. DC. Dễ phải phe thằng thú anh em ơi. Chắc Han rồng này đi tong rồi anh em ơi. Dễ phải xoay thằng thú thật rồi. Trời ơi. Trời ơi. Úi dồi ôi, không ai đánh cho này. Không ai đánh voi này. Coi chừng tao nghe. Coi chừng nghe. Coi chừng, coi chừng nghe. Đừng đùa. Bình tĩnh nhá. Có đồ cho voi mà. Có đồ khá là nhiều đồ thủ cho con Yon nhá. Hai con rồng đi tong rồi em ơi, nhưng mà chúng ta sẽ con tướng khác để chơi. Rồng phải đánh AD luôn. Hai Azenka. Rồng AD anh em ơi. Con rồng AD. Lại nữa Diu này đi. Otamendi. Yon cho rồng tiếp đi. Không 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 cần Yon. Tiếp tục cái này đi. Ôi nhanh thế. Con đã quay vào đã thấy tôi còn con gì rồi. Nhưng chơi được nhá anh em nhá. Nó là một trận cung, một trận thú, thú thánh đồ gì được đấy. Không phải là vấn đề quá to tát đâu. Để đối cho rồng nhé, bởi rồng nó sẽ thổi sớm hơn. Chuyện này thua. Cung hay thú nhở, cung hay thú nhở. Đây, vội thế, sống vội thế. Bán thần. Không được bán thần thì phải lấy. In the room. Cho dòng tiếp đi, không cần quan trọng. Tình hình có đến từng này con thú mất rồi mà chưa có con voi. Mặc dù cũng khá là nhiều voi, rồng bỏ. Tâm bỏ rồng. Nhưng mà cân nhắc xem đánh gì tiếp. Hồi đẹp này, ba bạn. Hai bạn này. Hát sau khả năng bỏ rồng luôn. Không chơi nữa. Thắng bại tại kỹ năng thôi. Kỹ năng thôi. Bán thần thủ vẫn ngon nhỉ. Thực tế bao bán thần tiếp. Đấu sĩ một con cung. Hai cái sĩ nở luôn. Bán thần không ngon nữa đâu. Con hai chắc là con Yon rồi. Ignis già con này ngon này. Yate một con Yon hai. Ok một con Yon hai. Hai con voi nó vẫn chơi được cung anh em ơi. Chứ đã cần chơi thú. Hai cái giáp phòng bệnh thế phải chơi thú. Hai giáp phòng bệnh thì phải chơi thú anh em ơi. Một giáp phòng bệnh thì mình còn cân nhắc, nhưng mà hai giáp phòng bệnh thì chơi thú. Không khác được, không khác được, không khác được. Ra đi. Yeah, I don't need these.
Đường bắt đầu nhiều thế. Không có tanh nhỉ. Tanh. Ôi giời ơi. Rồi xong nó xiên hết chủ lực mình nhỉ. Tàn sát anh em, cuộc thảm sát Nam Kinh. Ôi tìm tôi. Cannot handle this shit. Mana. Cái đồ này cho voi. Nếu mà voi 2 mình chơi nhá. Voi 2 mình thảm sát ở Nam Kinh nhá. Voi 2 mình chơi. Voi 02 mình không chơi. Rôn nó quá tay đấy. Đấy. Cho Vera đã. Voi vẫn ở 14 con anh em. Cung được, trận này là cung đi. Cung thủ đi. Tin đánh được em ơi, mình tao này không có sự tự tin được đâu. Tự tin. Teo. Tận đòn. Nếu con teo ở con kia thôi. Kiếm lại được. Một con. Chrissy cũng hơi cơi cần. Marcos cũng cần lắm. Giá 2 à? Giá 2 cầm máu đi. PC mình bỏ tạm này lên. Touch rồng rồi đẹp. À, thổi hai con chủ lực của mình luôn. Giao công ty Yon sống lại đi em. Giao công ty một phát nữa. Giao công ty hơi xấu nhưng thôi tạm được. Init công ty. Ok già ơi. Già cứu. Chính trị hồn thôi. Không sao. Còn một giọt máu em. Qua máy quá. Ok. Ây, thời gian quỷ. Để sau em ơi, chúng ta lên 8 đó. Ta lên 8 đó, cho thời gian quỷ các thứ ngon khác đó. Giá hết đi. Trong thợ nhà này hơi yếu ấy. Chắc không sợ đâu, quét nộ một phát là mình sống. Quét nộ là một phát thôi. Mày quá, ok, chắc là sống rồi đấy. Không đủ đam giết mình mà. Azenka này, Azenka hơi khỏe nhỉ. Azenka này hơi khỏe đấy nhá. Công ty phát nữa. Già sống lại công ty phát. Mày hả bưởi. Không chết vậy. Đã phải xoay bài lần nữa rồi em ơi, chúng ta phải xoay bài một lần nữa rồi. Không hề cố ý nhưng mà rất cố tình. Quý. Cuộc sống ai biết được chữ ngờ thôi em. Đâu để mình lấy cái cho mày. Không sao, không cái này. Ở đây mình bán hết đi hơi có hơi vội nhỉ. Không sao.
Quỳnh chán à, tăng sao luôn. Ước gì ra một cái thẻ đổi thánh đồ gì đó. Chơi lên Malop 2 thì chơi cho vào được anh em ơi. Chơi tặng 2 thú không? Này quét đi. Mong một cái thẻ không đánh 4 thú à? 4 thú, 3 ma tộc, gạch thêm 2 thành đồ. Linh Su ADC theo ulti thẳng đẹp thế, một đường thẳng 3 con thú chết rồi. Quét nộ một phát đi em. Làm gì đi em, làm gì đi em, nộ đi. Crazy boy. Pretty girl. Tại vì sao, yeah, cảm xúc kia quay về các thứ. Oh 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 oh. Là tại ai? No. Đã khiến em như vậy. Vì một điều em biết trước rằng là chỉ cần khoảng cách sẽ thấy nhớ nhau. Em nói nhớ nên mới xa. Gần được, không sao, mẹ cũng lại không. Vì em nói xa. Ủa màu. Liu 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 liu. Vội quá anh em ơi, cái pha mà nó nhiều tướng để xử lý. Tại vì một điều anh biết trước rằng là chỉ cần khoảng cách sẽ thấy nhớ nhau. Cần gì con này ấy nhỉ? Thêm một con thú tạo này, chúng ta không biết thêm con gì, chúng ta cần thêm một con thú nữa đúng không? Già, Zina không cần. Nam cốt không cần lắm, có thể cần con gen ca chăng? Rồng và chúng ta cần một con mà mình đã bán đi lúc nãy và mình hơi tiếc. Con hoa lốc này, Lily ngon. Lily ngon. Trôn đẹp đấy bạn ơi, trôn khoảng 10 điểm ấy, trôn ấy mình chết luôn đấy. Chết của Nam Cường luôn. Mày trôn ai? Mày trôn ai? Trôn. Mấy gì nhỉ? Billy cho vào này, bọc bên kia. Rồng. Cho ma tộc được, không có con cát. Thêm một con thú nữa, thêm một con thú là ngon nhất không? Này cũng được, cái này cũng ok. No problemo, super no problemo. Crab nộ, xuống đáy, Malok. Thực ra Malok nó hơi đứng tay một tí ở đây cũng được, Crab nộ luôn đứng đây này. Nick đứng đây. Thú ba ma, hai cái này bán đi này. Ok, đấy, đủ rồi. Tăng sao cho con cát cũng được một tí nữa nhá. Liềm cho con cát. Crab nộ đẹp ấy. Cái này cho con cát nữa nhé, quên. Ốc đánh thì cho Yon cũng được, cho Yon đi sẽ ngon hơn. Ok, khá đủ tướng rồi, thêm một tướng nữa mình thêm một con thêm thôi. Mặc dù cũng không cần thiết lắm nhỉ, bây giờ mình roll tiếp được. Roll tiếp lấy Malok, lấy Yon cũng được em ơi. Thôi. Quy có Ngọc Đại nhé. Cần thì mình cho vào được. Thôi.
Ngại quá, mình muốn thế này ở đâu? Này thì mạnh quá, quá đáng quá. Già này, đi, bye bye. Say goodbye. Oh, thank you baby. Lovely. Lovely. Ok, tạm thời đang khá là ổn này. Quy Ngọc Đại này. Mặc dù Quy chỉ một đồ 40 mana thôi, Ngọc Đại mình cũng muốn cho quét luôn được, nó nộ một phát quét hai cũng khá là điên đấy. Thôi cho quét quét hai điên phết. Xong đứng tanh góc cho con Yon mình cũng ok đấy. Quá đáng, đó là quá đáng thế này. Thêm mà thích thêm hơn thích teo anh em ơi. Dạ cho này là do này cho con cát hai thương bắt đáy bên kia. Rồng này không có đồ để thổi à, én hết nắp cót xuống đáy góc kia hơi rén nhà, hơi rén nhà. Không sao, chắc chắc phải chịu mất một bạn đấy chứ cũng không thể nào. Ơ gặp đúng bạn này má nó có máy thế. Quy mình xuống, quy mình xuống được em, nè con cát về kia không kịp đấy. Ô hơi may đấy, hơi may của đấy đấy. Floor là xuống xiên xiên cả con cát hay xiên cả Yon thì mình cũng hơi rén. Mà lốc chắc mà lốc 3 rồi, Yon chắc cũng Yon 3 rồi. Thêm con cát 3 đâu, thêm 3 đâu. Lại một ước mơ xa vời, những ước mơ xa vời, những ngôi sao xa xôi. Yeah. Chiêu truy hồn không? Hai giáp phòng bệnh nó hơi nhiều rồi, nên mình truy hồn đi. Sau này mà lốc đi. Quy này không cần thiết lắm này, cho nó ra ngoài đi. Những ngôi sao xa xôi là người bạn trên cao. Lắng nghe em đứng tuyên về một tình đấu được tựa trên bao. Cần này không? Có nghe thôi đã thấy ngọt ngào, biết anh si mê em nhiều nào. Ít khi văn thơ anh dạt dào, đó nhưng em muốn quên luôn cùng cao. Má mình để từng này tướng mà mình không cần thêm tướng nữa. Ôi chết rồi, quên mất các bạn nhiều thương này mình không sử dụng này. Tách yêu xa, một lần không ta. Đi qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà. Khi đơn phương một người, giá khi yêu một người, ta giờ đến vẫn ngồi cười. Cứ không anh đi. Mày đừng còn Malok 3 Yondai rồi. Không có choi hơi tiếc quả hôm nãy. Không sao. Ăn đôi tay kiểu xa một bạn nhé. Xin. Ở lấy save slot mà chơi anh em ơi. À, sẽ này đi. Bye bye. Nắm đôi tay kiêu sa. Được một lần không ta. Nghĩ qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà. Bạn hai thương này mình gặp rồi đúng không? Thên, thên không sợ. Thuyền thoải mái đi. Rack cứ để nộ đi, mình cũng không cần quá nhiều các thứ đâu. Cái này đồ chơi cũng là hơi hơi nhiều đồ chơi. Rồng thổi đẹp này, quét hộ phát đủ ok này. Mày gặp rồi. Ui rồi Malok, tình hình là team mình khỏe quá này, nó Malok này nó còn chưa kịp chơi game thì team bạn đã không thấy tồn tại trên cõi đời nữa rồi anh em ơi. Mình gọi thể cho quả ngọc đại này cho con Malok tiếp. Nhưng mà con Crab nó nộ luôn quả cũng khá là đẹp. Con Malok này thực ra không cần Ngọc Đại đâu. Nó chịu đam mấy phát rồi nó đánh thường mấy phát là nó cũng ulti liền đấy mà anh em. Nó điên rồ á. Ta lên chín chiêu chiêu thôi. Do này cứ rôn rôn rồi sao. Hai thương bên này, con cát bên kia. Rồng thổi đẹp nhỉ. Đây đi. Bế con cát ra đây.
Mình định cho con cát bên kia để nó cản con thên rồi đấy anh em. Nó chui ra, nó vẫn bế được con cát mình ra đây, quên mất. Để hai con thú nó sát hẳn bên góc bên trái thì sẽ không, thì con cát này sẽ không bị bay đi. Và tôi đã thấy ngọt ngào, biết anh xin em nhiều nào. Đó như một bạn nào đang lên cao 3 không? Không đừng phòng nhé. Người gớm đây, người gớm đây, lấy con keo bạn này liền anh em ơi, sắp lên rồi. Đi qua thôi đã thấy ngọt ngào, biết anh sợ ăn thánh đồ không? Có thánh à, đâm ta quá vậy, có thánh đồ không? Nhưng mà cũng hơi sợ vì không có choi, cho nó xuống một ô nhé. Khi văn thư anh giặt sao, nếu mà thể tăng sót tướng thì mình sẽ chắc là mua lại, tìm hại hai con thú, bán con thê để đi thêm hai con thú bạn. Nhìn nói gì nói, sáu thú vẫn khỏe hơn. Nắm đôi tay kiêu xa, một lần không ta, được một lần không ta, ra rồi, chờ con thê nữa nhỉ. Qua thôi đã thay một ngàn choi, xin choi mà nó cũng giữa luôn. Có keo cũng lấy nha anh em nhé, keo 2 thì thôi không cần đâu. Tròn đâu? Ra con tròn. Ai giời ơi. Biết anh si mê em nhiều nào. Bạn này chắc chưa lên cao 3 đâu nhỉ? Chắc cần đâu. Theo ba thì mình chơi theo ba thôi, có gì đâu nghe. Bản lĩnh lên đúng không? Bản lĩnh lên. Này đang cho con quy được, sắp lên quy 2, nhưng mà lên quy 2 cho con quy thêm thì thêm không có đồ. Cho đồ quy cũng được. Hay đi thay đồ thêm nhỉ, thêm một choi cho thêm. Hay đi truy hồn là mình chưa có truy hồn. Dây cuối nha em nhé, mình đã hơi thiếu đồ một chút. Úi giời ơi, bể hết góc kia lên rồi anh em, nhưng mà nó không giết được con Yon mình. Cát mình cũng chơi được, ngoài lốc 3 vẫn còn sống. Nó truy hồn nữa, hơi khó giết mình, nhưng mà quả hai thê đấy cũng, hai thương cũng nguy hiểm anh em ơi. No name, bạn này vẫn đang tìm gì nhỉ? Này full tướng không? Mắc ping rồi. Thì mình check xem bạn ấy đang tìm con gì nữa thôi. Okay. Hết cảnh. Thêm con quy hoặc là con thương, hai thương cũng hơi nguy hiểm nhỉ, đẳng tướng hơn. Thên này xuống đáy ok lắm. Ít khi văn thơ anh giặt dao. Ui rồi quét nó nộn nhục cái mặt không. Ui thế này góc này đẹp quá. Giờ anh em ơi, thêm góc đấy đẹp quá.
Red mình còn đấy nộ cũng không không được ping lắm. Tròn Q đi, tròn Thên 2. Thên 2 cũng bổ được một phát mà. Tính xem nào. Nhất quyết cũng cho mình tướng. Sao con John mình sống lại được? Ui má, sống lại phát mà ngất luôn ạ. Ây da sống. Ê thề của đấy mấy con kia nó đi hết sang bên kia rồi đúng không? Xong con John mình, thôi con John mình xấy vào con Thên hơi hơi đau đã, mình cho con John mình xấy vào con cát bên kia. Mẹ mình né hết. Hơi lỗi, mẹ phải cho John xấy con cát. Không, mình định ở đấy mình định xoay góc để cho mấy con kia nó bổ xong mấy con thú ở đây xong, hoặc là mấy bắt cái thương sang con thú ở đây xong rồi nó sẽ đi bộ dần ra mấy góc bên kia thì con John mình sống đúng không? Con Thên vẫn bổ được vào mà đi. Thên nó counter con như John hơn. Hơi lỗi. Để John xấy con cát ngon. Lỗi quá. Vậy thôi anh em ơi, phim mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích clip trên thì hãy like, subscribe, comment xuống phía dưới những góp ý bạn thì giúp mình phát triển kênh. Bye bye.